đất Việt trải dài trên nhiều vĩ tuyến và đai cao, với hơn 2/3 lãnh thổ là đồi núi. Thiên nhiên ưu đãi cho ta những cánh rừng bạt ngàn, những hàng cây xanh ngát là biểu tượng cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc và thịnh vượng. Bước ra từ bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, gỗ trở thành nguồn tài nguyên dồi dào, hữu ích, là nguyên liệu quan trọng mang đến những sản phẩm, những giá trị bền vững cho cuộc sống con người và là nguồn sinh khí luôn tươi mới, với những chuyển động tích cực không chỉ trong đời sống thường nhật mà còn đóng vai trò chiến lược trong lĩnh vực kinh tế xã hội. Đặt mình vào bức tranh chung đó, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh HAWA, Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương BIFA, Hiệp hội Gỗ và Thủ công Mỹ nghệ Đồng Nai DOGUHA tự hào đồng hành cùng sự phát triển của ngành gỗ và mỹ nghệ Việt Nam, hướng đến đóng góp vào hành trình phát triển bền vững của nước nhà. Với sứ mệnh củng cố nguồn lực và tiềm năng của ngành nhằm tăng khả năng cạnh tranh ở các thị trường trong nước và quốc tế, những năm qua, HAWA, BIFA, DOGUHA đã viết nên câu chuyện tuyệt mỹ về sự gắn kết với những nỗ lực không ngừng cho sự phát triển chung của ngành gỗ và mỹ nghệ Việt. Ẩn sâu trong từng sản phẩm là những người thợ miệt mài, là đội ngũ nhân viên nghiêm túc, là các thế hệ hội viên tâm huyết sẵn sàng cống hiến, đóng góp chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân, đều với một mục tiêu chung: phát triển ngành không chỉ là một phân khúc nhỏ mà khép kín thành chuỗi sinh phẩm nối dài từ trồng rừng, khai thác, chế biến, thương mại, xây dựng, trang trí nội thất. Trên con đường hiện thực hóa giấc mơ, rất nhiều cột mốc đã hình thành như những dấu son ấn tượng trong bản nhạc mà tập thể ba hiệp hội chúng tôi cùng hòa thành. Còn nhớ những ngày tháng khởi đầu, chúng tôi cùng nhau chia sẻ, cùng nhau học hỏi, cùng nhau kết nối những niềm tin, những giá trị mang đậm tinh thần, tận tâm và chia sẻ, đánh dấu bằng các mùa hội chợ trong nước và quốc tế đầu tiên. Mặc dù những bước đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng chúng tôi đã cùng mang đến những kết nối giao thương, những lan tỏa hình ảnh về hiệp hội vững mạnh và phát triển, hay những buổi hội thảo đào tạo dành cho nhau để tăng cường năng lực quản trị cho từng hội viên trong hiệp hội. Thêm vào đó là các hoạt động xúc tiến thương mại, những chuyến đi khảo sát thị trường nước ngoài để từng anh em hội viên đều mang đến cho thế giới hình ảnh vươn cao của những con người trong hiệp hội. Và còn hơn thế nữa, những chia sẻ cùng nhau trong những chuyến đi từ thiện, các hoạt động xã hội, thắm đượm tình bằng hữu và sẻ chia mang đến những giá trị không chỉ cho mình mà còn cho những con người có mảnh đời kém may mắn hơn trong xã hội. Nhìn lại chặng đường đã qua, những thành tích mà chúng tôi đạt được chính là thành quả của sự đoàn kết, cho nỗ lực tuyệt vời của các hội viên. Chứng kiến ngành gỗ và mỹ nghệ Việt hôm nay không thua kém bất kỳ ngành nào khác là phần thưởng xứng đáng cho tâm huyết của cả tập thể. Cùng nhau lèo lái con thuyền từ những trăn trở nhân văn ban đầu, chúng tôi đã cùng ngành thiết lập những bước chuyển thần kỳ. Từ kỹ thuật, máy móc đến tay nghề, quy trình quản lý, tất cả đều thay đổi, hiện đại và bắt kịp nhịp phát triển của thế giới. Phát triển nghề gỗ bằng gỗ rừng trồng là sự phát triển bền vững, chú trọng thực hiện các trách nhiệm với môi trường. Đây chính là cơ sở để hình thành bản sắc riêng, niềm tự hào quốc gia. Việt Nam là trung tâm đồ gỗ hợp pháp, chất lượng và bền vững của thế giới. Niềm tự hào này không phải quốc gia nào cũng có được. Niềm tự hào ấy còn được xây dựng từ một tập thể gắn bó và tâm huyết, từ những con người ngày đêm hết mình cho các định hướng chiến lược, xác định xu thế phát triển của ngành gỗ và mỹ nghệ Việt Nam cũng như thế giới. Mà nổi bật là sự đóng góp của các doanh nghiệp thành viên ba hội. Chúng tôi đã cùng nhau tạo ra tiếng nói chung lớn mạnh của toàn ngành thông qua các sự kiện mang tính quốc gia, cùng nhau hướng về lễ tổ ngành hàng năm như để ghi nhớ những món quà mà tổ nghề đã dành cho mỗi chúng tôi, cùng nhau xây dựng các hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp hội viên nói riêng và cho cả cộng đồng doanh nghiệp cả nước để mang đến những giá trị phát triển bền vững cho từng hội viên trong hiệp hội. Ngoài kia, làn gió công nghiệp 4.0 đang thổi mỗi lúc thêm mạnh. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách cho ngành gỗ và mỹ nghệ Việt Nam, bởi trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối, tự động hóa và dữ liệu lớn là cơ hội tuyệt vời, nhưng sẽ trở thành bão tố khi chúng ta thiếu gắn bó về nguồn lực con người, nguồn lực công nghệ,
không chung sức đồng lòng, siết chặt tay nhau, tương trợ lẫn nhau trước những thách thức của cạnh tranh toàn cầu, của chiến tranh thương mại, của thiếu hụt lao động, yếu kém trong đầu tư, tụt hậu về công nghệ và lỏng lẻo trong liên kết. Vượt qua tất cả những thách thức đó, chúng tôi, những con người của Hawa, Bifa, Doguha vẫn nắm bắt riêng cho mình những cơ hội và chuyển hóa thành công. Nguồn sinh khí mới đang bừng lên cho ngành gỗ và mỹ nghệ Việt. Nguồn sinh khí này đến từ con người, công nghệ sản xuất, môi trường đầu tư, chính sách nhà nước. Những yếu tố thuận lợi này đã đưa ngành đến với những chuyển biến tích cực, khiến chính phủ đã xác định sản xuất và xuất khẩu gỗ là lĩnh vực kinh tế quan trọng và chiến lược. Xác định sứ mệnh ban đầu là củng cố nguồn lực và tiềm năng của ngành. Chúng tôi hiểu rằng chúng ta cần một chiến lược phát triển hoàn chỉnh và tầm nhìn xa để biến Việt Nam trở thành một trung tâm nội thất của thế giới. Với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cũng như nỗ lực tự thân, chúng tôi đã và đang cùng các doanh nghiệp bước đầu xây dựng những chương trình, những dự án tiêu biểu nhằm nâng cao nhận thức doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ngay từ ban đầu, con đường phát triển của ngành gỗ và mỹ nghệ Việt Nam vốn đã được xác định sẽ đi theo định hướng bền vững và nhân bản, và giấc mơ Việt Nam, trung tâm nội thất của thế giới sẽ không còn là mơ ước phi thực tế. Nếu chúng ta, nếu toàn ngành cùng hợp nhất sức mạnh, tổng lực, nguồn lực, chắc chắn đây sẽ là câu chuyện truyền cảm hứng cho doanh nghiệp Việt Nam cùng vươn ra thế giới. Và trên những chặng đường sắp tới, chúng tôi lại tiếp tục cùng nhau viết nên một kỷ nguyên mới cho ngành gỗ và mỹ nghệ Việt. Nếu muốn đi thật nhanh thì hãy đi một mình, muốn đi thật xa thì hãy đi cùng nhau, và muốn tồn tại và phát triển thì hãy gắn kết cùng nhau, gắn kết nguồn lực, lan tỏa thành công.